Sách biên khảo Điển tích truyện Kiều. Tác giả Nguyễn Tử Quang. Người đọc Trân Châu. Chương 11. Đã cho vào bực bố kinh, lứa đôi ai lại đẹp tài thôi trương. Đã cho vào bậc bố kinh, đoạn Kiều khuyên Kim Trọng khi chàng này xem trong âu yếm có chiều lá lời, có câu: đã cho vào bậc bố kinh, đạo tồn phu lấy chữ trinh làm đầu, ra tuồng trên bọc trong dâu, thì có người ấy ai cầu làm chi. Và sau 15 năm lưu lạc, ông qua bướm lại, Kiều được sum họp gia đình. Kim Trọng xin Kiều được cùng nàng kết duyên chồng vợ để bù lại mối tình xưa đã thề nguyền bị gian dở. Kiều từ chối có câu: thiếp từ ngộ biến đến giờ, ông qua bướm lại đã thừa xấu xa. Bấy chày gió táp mưa sa, mấy trăng cũng khuyết, mấy hoa cũng tàn, còn chi là cái hồng nhan. Đã xong thân thế còn toan nỗi nào, nghĩ mình chẳng hổ mình sao, dám đem trần cấu giữ vào bố kinh. Bố kinh do chữ bố quần kinh thoa, là quần bằng vải và cái thoa cài đầu bằng gai, chỉ người vợ hiền. Đời hậu Hán, ở đất Giang Nam có một hàng sĩ tên Lương Hồng, nhà nghèo. Lương ở túp lều tranh vách đất, Lương chăm học trong liêm sĩ, giữ khí tiết. Đức hạnh của Lương được người kính trọng, nổi tiếng khắp nơi. Có nhà hào phú mến tài đức của Lương, một hôm đem tặng Lương 2 bao trà hái ở núi Vũ Di, một ngọn núi chuyên mọc giống trà ngon nhất ở Trung Hoa. Mặc dầu người tặng hết sức nài nỉ, nhưng Lương vẫn một mực từ chối. Lần thứ hai, nhà hào phú lại đến giếng, lần này tỏ ra là người giữ lễ đãi sĩ trọng hiền hơn, nên buộc ngựa từ xa đi dài cỏ vào nhà. Gặp giữa lúc Lương đang ngồi trong nhà đọc sách, nhà hào phú không dám kinh động, đứng ngoài từ giờ ngọ đến giờ mùi, chờ Lương đọc sách xong bấy giờ mới vào nhà. Đoạn kính cẩn biếu Lương cũng một gói trà nữa. Lương Hồng niềm nở đón tiếp, nhưng vẫn từ chối nhận trà. Lương nói: tôi nhà nghèo, được ngài đến thăm là quý, lựa còn phải tặng trà. Giả chỗ thanh khí, yêu nhau vì tình, trọng nhau vì đức, nếu đem lễ vật tặng nhau, e rằng làm cách trở tình thân nhau mà thôi. Vậy xin ngài vui lòng giữ lại vật tặng. Nhà hào phú không biết làm cách nào cho Lương Hồng nhận lấy, lòng càng kính phục, đành phải đem trà về. Thật ra vì mến tài trọng đức của Lương, nhà phú hào mượn tiếng biếu trà, nhưng đã cho vàng nén để vào trong, bí mật giúp đỡ. Ở cùng địa phương có họ Mạnh, vốn dòng danh gia lại giàu có nhất vùng, gia đình chỉ có một người con gái tên Mạnh Quang, tính nết đoan trang, đương độ kén chồng, nhiều nơi dạm hỏi nhưng đều bị từ chối. Nàng lại cho biết chỉ có người hiền đức như Lương Hồng mới xứng đáng làm chồng. Thấy nhà họ Mạnh đạo đức, Lương Hồng thuận cùng Mạnh Quang gán nghĩa vợ chồng. Khi làm lễ thành hôn, nàng Mạnh Quang mặc xiêm y lộng lẫy, trang sức toàn vàng ngọc, cốt làm tăng vẻ đẹp đẽ, làm vừa ý chồng. Lương Hồng thấy vợ như thế, lấy làm không bằng lòng nhưng không nói gì. Chỉ đến 7 ngày đêm mà chàng chưa chịu làm lễ giao bôi hợp cẩn. Mạnh Quang lấy làm lạ, xét lại cử chỉ lời nói của mình, không có vẻ gì là khinh bạc thất lễ với chồng, mà vẫn giữ nề nếp, luôn luôn khép nép kính cẩn. Nghĩ mãi, bây giờ nàng mới hiểu, vì nàng trang sức lộng lẫy mà chồng không hài lòng chăng. Nàng liền thay đổi cách trang phục, mặc quần áo bằng bố vải, cài thoa gai hầu chồng. Thấy vợ như thế, Lương Hồng vui vẻ nói: đây mới chính là vợ của ta. Hồng này không màng danh lợi, không ham tiền của bạc vàng. Hồng chỉ muốn cùng vợ cài lấy ruộng, trồng lấy lúa, dệt lấy vải, sinh sống trong cảnh nghèo mà lúc nào cũng giữ trọn khí tiết, đức hạnh. Vợ lúc nào cũng kính trọng chồng và chồng lúc nào cũng nể yêu vợ. Mạnh Quang nghe chồng nói thế rất lấy làm vui. Đến với chồng, nàng rất mực cung kính. Mỗi bữa dọn cơm ăn, nàng nâng mâm cơm ngang mài để tỏ lòng trọng chồng. Cổ ngữ Trung Hoa nhân đó có câu: cử án tề mi, Lương Hồng đắc Mạnh Quang, chi hiền.
nâng mâm ngang mài, lương hồng được dở hiền mạnh quan. Trên cửa phòng của nhà trai buổi tân hôn, người ta thường dán câu liễn đỏ bốn chữ cử án tề mi để chúc chàng có vợ hiền đức như nàng mạnh quan, cũng như dùng chữ bố kinh, quần bố thoa gai để chỉ người vợ hiền đức, thì đối với Kiều, nàng cho là phải lấy chữ trinh làm đầu đối với chồng. Nhưng vì 15 năm lưu lạc ông qua bướm lại, nàng đâu còn là vợ hiền nữa, mà chiều theo ý chàng Kim Trọng để làm vợ chàng. Cho nên phải hổ thẹn cho nàng và cả chàng. Bởi thế, ra tuồng trên bọc trong dâu, thì ai cầu đến hạng người này? Trên bọc trong dâu do chữ Tan Giang Bọc Thượng, tức là bãi trồng dâu bên sông Bọc. Hậu Hán Địa Dư Chí cho rằng đất nước Vệ có bãi trồng dâu bên sông Bọc là nơi kín đáo nên trai gái thường đến đấy tự tình. Nguyên đời Xuân Thu, trai và gái ở nước Trịnh và nước Vệ thường hẹn nhau đến nơi đó để trao đổi tâm sự ân ái. Kinh Thi có câu: hẹn ta ở trong bãi dâu, trên bọc trong dâu đã trở nên thành ngữ chỉ thói dâm ô phóng đãng của trai gái. Truyện Lục Vân Tiên của cụ Nguyễn Đình Chiểu, đoạn Kiều Nguyệt Nga trả lời Bùi Kiệm khi tên này gieo giảng có câu: phải tuồng Trịnh Vệ chi đâu, mà toan trên bọc dưới dâu dưới tình. Kiều đã khuyên Kim Trọng đã cho vào bực bố kinh vợ hiền thì đâu thể ra tuồng trên bọc trong dâu, mà con người như thế lấy ai cầu làm chi. Thật là một lời khuyên khéo léo, vừa nói mình vừa nói người, mà cũng vừa khuyên vừa mắng yêu rất bóng bẩy văn vẻ. Lứa đôi ai lại đẹp tài thối trương. Kiều vẫn dùng lời đoan chính khuyên Kim Trọng có câu: ngẫm duyên kỳ ngộ xưa nay, lứa đôi ai lại đẹp tày thôi trương. Mây mưa đánh đổ đá vàng, quá chiều nên đã chán trường yến anh. Trong khi chấp cánh liền cành, mà lòng rẽ súng đã đành một bên. Mái tay để lạnh hương nguyền, cho duyên đầm thẳm ra duyên bẻ bàn. Gieo thôi trước chẳng giữ vàng, để sao nên thẹn cùng chàng bởi ai, dội chi ép liễu hoa này, còn thân ắt lại đền bồi có khi. Lý luận đanh thép nhưng vẫn chan chứa tình cảm, trước lập luận dẫn chứng, lứa đôi ai lại đẹp tày thôi trương. Thôi trương tức là nàng Thôi Quanh Quanh và chàng Trương Cung, tước Trương Quân Thụy. Tây Sương Ký của Dương Thục Phủ đời nhà Nguyên có chép: thời Trinh Nguyên, nhà Đường có chàng Trương Cung, tự Quân Thụy, người mỹ mạo tuấn tú, tính tình nho nhã. Một hôm sang chơi đất Bồ, vào trọ chùa Phổ Cứu. Trong khi đó, có người vợ quá họ Thôi sắp về Trường An, tức kinh đô nhà Đường. Đường đi qua đất Bồ, cùng vào trọ ở đây. Bà vợ của họ Thôi gốc họ Trịnh, Trương Cung là cháu ngoại họ Trịnh. Kể họ thì bà là dì họ của Trương. Năm ấy, tướng Hồn Hàm mất tại đất Bồ, Viên Quảng Quan, Đinh Văn Nhã thay thế, không đủ tài điều khiển nên quân sĩ quấy nhiễu cướp phá dân chúng. Nhà họ Thôi của cải rất nhiều, tôi tớ cũng lắm, nay ở chốn quê người không biết nương tựa ai, lấy làm lo sợ. May mắn Trương Cung nguyên trước có quen thân với tướng ở Bồ, liền xin nhờ bảo hộ, nhờ đó gia đình họ Thôi mới thoát nạn. Nửa tháng sau, nhà vua sai người đem cờ thống nhung ra lệnh nghiêm cho quân sĩ, bấy giờ cuộc loạn mới yên. Bà họ Trịnh cảm ơn Trương lắm, bày tiệc nhà trên đãi Trương, nói: vì chẳng may quá bụa, phải đùm bọc lũ con côi, rủi gặp lúc hôn quân hỗn quan, chắc gì giữ được thân mệnh. Hai đứa con thơ yếu của dì sống được là nhờ cháu, ơn này đâu phải tầm thường, nay xin cho chúng nó ra chào anh để biết mặt, mong có ngày đền báo. Bà liền cho gọi đứa con trai là Hoang Lan, tuổi mới lên 10 ra chào, mặt mày thùy mị. Kế gọi người con gái tên Quanh Quanh, tuổi 17 ra chào. Nàng lấy cớ trong mình không mạnh, từ chối. Bà mẹ nổi giận bảo: anh Trương mày cứu được mệnh mày, không có anh, giặc nó lôi mày rồi, còn gì mặt giữ kẻ nữa. Bấy giờ nàng Thôi mới chịu ra. Nàng trang phục tầm thường, vẻ mặt bơ phờ, không trang điểm gì cả, mái tóc lơi đôi mày nhạt, chỉ đôi má ửng hồng.
thế mà nhan sắc đẹp lạ, vẻ lộng lẫy choáng người. Trương giật mình đáp lễ, rồi dần dà đưa lời khơi chuyện, nhưng nàng vẫn không đáp, im lặng mãi đến tan tiệc mà thôi. Từ đó, Trương say đắm nàng, muốn bày tỏ tâm tình, nhưng không biết làm thế nào được. Nhưng có con hầu thân tín của Thôi Quanh Quanh là cô Hồng, Trương liền ngỏ ý mình, nhờ cô đưa tin. Hồng bảo, lời cậu nói, con chẳng dám nói, mà cũng chẳng dám để lộ. Giả dòng họ Thôi thì cậu đã rõ, sao không nhân chuyện có ơn mà nhờ người mối mai? Trương thở dài, tôi từ tấm bé không ưa thích chuyện trai gái, có khi ngồi bên bạn lượt là cũng chẳng để ý nhìn ai. Không ngờ nay lại có người làm say mê lòng mình đến nỗi suốt mấy hôm không còn tha thiết đến ăn đến ngủ, sợ ngày một ngày hai là không sống được nữa. Nếu nhờ người mai mối, nào hỏi nào cưới, ít ra cũng dài ba tháng một năm. Bây giờ tôi chết đã xanh đám cỏ. Hồng nghe cảm động, bài Trương viết ít thơ tình sẽ trao cho Thôi. Trương cả mừng, nghĩ ngay hai bài thơ nhờ Hồng làm cánh chim xanh trao cho người đẹp. Chiều hôm ấy, Trương được Hồng cầm một tờ hoa tiên đến bảo là của nàng Thôi. Mở ra thấy có bài thơ bốn câu, đầu đề là trăng sáng đêm rằm. Cửa hé theo luồng gió, trăng chờ dưới mái tây, chạm tường hoa động bóng, người ngọc đến đâu đây? Trương hơi hiểu ý thơ. Tường phía đông chỗ ở của họ Thôi có gốc cây hạnh. Trương nhân trèo lên bước qua tường, lần đến mái phía tây thì thấy cửa hé mở. Thôi Quanh Quanh đến, nàng y phục chỉnh tề, vẻ mặt nghiêm nghị đanh thép bảo: anh cứu sống nhà tôi, ơn ấy to lắm, nên mẹ tôi mới đem trai tơ gái dại mà quỷ thác cho anh. Nhưng sao anh lại nhờ đứa hầu những lời nhảm nhí? Ban đầu thì lấy việc của người làm tốt, rốt lại nhân việc người ta khỏi nạn mà đòi hỏi chuyện nọ kia, lấy loạn thay loạn, anh có hơn gì bọn giặc là mấy. Muốn nhờ con hầu chuyển lời thì sợ không nói gì hết chân tình, nên tạm mảnh qua tiên tìm lời bày tỏ. Nhưng ngại anh sinh lòng khó dễ, nên phải dùng lời lẳng lời để anh tính thế nào cũng sang. Việc làm trái lễ sao khỏi thẹn lòng, chỉ xin lấy anh lấy lễ giữ mình, chớ nhúng mình vào những chuyện không đẹp. Nói xong, nàng ngoe ngoảy đi vào. Trương ngồi ngẩn người, một lúc vượt tường trở ra, lấy làm tuyệt vọng. Vài hôm sau, Trương đang ngủ ngoài hiên, chợt có người đánh thức. Chàng giật mình ngồi dậy thì thấy Hồng báo, có cô Thôi đến. Trương bàng hoàng, tưởng mình chiêm bao, nhưng vẫn thành tâm chờ đợi. Một lúc, Hồng đưa Thôi Quanh Quanh đến, nàng e thẹn ngượng ngùng nũng nịu, không có vẻ nghiêm khắc như trước. Trương phơi phới lòng xuân, tưởng như mình được làm bạn với tiên, nhân gian đâu có con người như thế. Chuông chùa đổ, trời sắp sáng, Hồng đến giục nàng Thôi về. Nàng rắm rứt khóc, suốt đêm không nói lời nào. Sáng dậy, Trương nửa tin nửa ngờ cho là chiêm bao chăng. Nhưng sáng rõ ra, thấy cánh tay mình còn vấy chút phấn son, áo còn phản phất mùi hương, mấy giọt nước mắt của nàng còn đọng trên gối. Từ đó cả hai hẹn gặp nhau âu yếm tại mái tây. Thời gian có trót tháng, Trương tối lẻn vào, sáng lẻn ra. Nhưng rồi mộng công hầu, Trương từ giả lên Trường An ứng thí. Thế là có cuộc chia ly, và cuộc chia ly nào lại chẳng não lòng đối với đôi bạn tình trai gái. Nhưng Trương đi vẫn không một lời hứa hẹn gì. Buổi y tiễn đưa Trương, Thôi có đọc mấy câu rằng: rẽ súng thôi đành phận, gian lơn nhớ buổi đầu, xin đem lòng lúc trước, thương lấy kẻ về sau. Năm sau, Trương thi không đỗ, ở lại kinh đô, viết thư về an ủi Thôi Quanh Quanh. Thôi có thư phúc đáp, thư khá dài, chỉ trích vài đoạn tỏ lòng ân hận chua xót của nàng. Từ mùa thu năm ngoái, ngày thường bâng khuâng như bỏ mất vật gì. Những lúc đông người ồ ạt, hoặc khi gượng nói gượng cười, sông đêm vắng một mình không lúc nào được ráo nước mắt. Cho đến trong giấc chiêm bao, cũng phần nhiều là chuyện thở than ly biệt. Nghĩ lại xem, vì lẽ họ hàng được cùng gần gũi, tôi tớ quyến dỗ, ngỏ biết lòng riêng, chúc tình thơ ngay, tự cầm không vững. Người quân tử có vinh đàn thử treo, phận hèn mọn không gieo thôi cự lại. Kiếp lúc dân đưa chăn gối, nghĩa nặng ý sâu,
tất giả yếu thơ, mong những trọn đời nương tựa. Nào giờ khi giáp mặt quân tử mà định tình không nổi đến nỗi mang mối thẹn đem mình tự dâng, không đợi lúc danh phận rõ ràng, nâng khăn hầu lượt, trọn đời ngẫm tuổi, than thở nữa mà chi. Sau đó, Trương Quân Thụy lấy vợ, Thôi Quanh Quanh lấy chồng. Duyên tình Thôi Trương bẻ bàn như thế, vì Trương đã mây mưa đánh đổ đá vàng, mà nàng Thôi lại quá chiều nên đã chán chường Yến Anh, dẫn đến hậu quả để duyên đầm thắm ra duyên bẻ bàn. Dẫn điển tích Thôi Trương, Kiều cũng dẫn đến điển tích để nhấn mạnh thêm ý trên, theo thế tương phản. Gieo thôi trước chẳng giữ vàng, để sao nên thẹn cùng chàng bởi ai? Gieo thôi là cầm cái thoi dệt cưỡi ném. Tấn Thư có chép, một người có tên Tạ Côn tỏ vẻ bỡn cợt, trêu ghẹo một cô gái láng giềng. Cô đương ngồi dệt cưỡi nổi giận, cầm cái thoi ném vào mặt Tạ Côn làm gãy hai cái răng cửa. Gieo thoa nguyên ngữ là đầu thoa chi cự, nghĩa là gieo thoa để cự tuyệt, tức là chống cự một cách quyết liệt đối với người con trai lả lơi, trây trúa. Không kháng cự quyết liệt để giữ gìn mình đối với chàng trai nào, kể cả ý trung nhân, tất bị người khinh là người con gái không trinh thục đoan chính. Thẹn cùng chàng, tuy Kiều nói mình sẽ bị hổ thẹn, nhưng cũng gián tiếp nói Kim Trọng cũng sẽ bị hổ thẹn. Mà bị hổ thẹn này bởi ai? Bởi Kiều hay bởi Kim Trọng hay bởi cả hai? Nhưng chắc chắn ý Kiều muốn nói là bởi Kim Trọng đổ lỗi cho anh chàng này. Mà sự thật là chàng có lỗi, như vậy biết lỗi thì phải chừa. Dùng hai tiếng bởi ai ở cuối câu rất khéo, dùng thế tấn công quyết liệt nhưng hết sức đậm đà thú vị, cho nên chàng Kim phải chịu bó tay quy hàng. Thấy lời đón chính dễ nghe, chàng càng thêm nể thêm gì mười phân. Gặp phải một gái đẹp như thế, một tay có bản lĩnh như thế thì không thêm nể thêm gì hoàn toàn sao được. Kiều dám mở cuộc chiến dễ dàng có nhiều thử thách, tức Kiều phải biết vượt qua để kết thúc cuộc chiến cũng phải dễ dàng. Giá phỏng ở hoàn cảnh này, Kiều chiều theo ý muốn của Kim Trọng, diễn lại cảnh Thôi Trương ở mái Tây, thì sau khi Kim Trọng về Liêu Dương hộ tang chú, rồi trở lại Dương Thúy tìm lại Kiều. Biết Kiều đã bán mình rồi, thì chàng Kim đâu phải quá lặng tình đau đớn, vừa mến vừa tiếc đến nỗi thẫn thờ lúc tỉnh lúc mê, máu theo nước mắt hồn lìa chim bao. Vừa giáo dục đạo lý, vừa giáo dục tâm lý ái tình giữa trai gái tiếp xúc nhau để dẫn đến một sự việc cụ thể, Kim Trọng phải theo đuổi mãi đến 15 năm sau mới. Ba sinh đã phỉ mười nguyền, duyên đôi lứa cũng là duyên bạn bày. Rõ là tác giả truyện Kiều khéo sắp xếp.